Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh của Hùng MC Đức. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm những cái cửa mà không thể mở được ở các độ tuổi khác nhau nha. Đó, cái này là đang 3 tuổi làm nè. Và bây giờ chúng ta sẽ xem 7 tuổi thì làm cái cửa không mở được như thế nào nha. Giờ chúng ta sẽ xem tiếp 10 tuổi thì làm như thế nào nha.